nhỏ quá à, lớn nữa. Lớn nữa. Ủa? Nai đâu? Nai đâu? Và đẹp tiếng thì chúng ta sẽ cho các bạn giọng của các khách mời nha. Và xin mời các khách mời chúng ta hôm nay có thể gửi lời chào đến các bạn khán giả không ạ? Đừng lên đừng chớp. Chói, chói. Đúng rồi, một màu thôi, đừng lên đừng chớp. Điền một màu thôi. Tắt đèn. Tắt đèn. Chói lắm. Chói lắm. Muốn ai đâu? 1, 2, 3, 4. Và xin mời các bạn chúng ta thêm một người đầu tiên đúng giả ạ. Vui khi gặp mọi người và rất mong là mọi người có thể thích thú vui vẻ giải trí mình với lễ hội này ạ. Các bạn có vui không? Dạo vòng quanh Sài Gòn rất nhiều, đi đường hoa này, ở đây đi đường, ai đi đường hoa gì vậy?
đi dạo Sài Gòn và đã thử rất nhiều món ăn luôn, tại vì hai bạn tới khá sớm nên mà các bạn, hai bạn rất là thích món ăn ở Việt Nam, nên nếu mà mọi người có rảnh thì nhớ dẫn hai bạn đi ăn nha, ai chịu dẫn đi không? Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn đây là câu hỏi dành cho Lê Mỹ Kim. Thì chúng ta vừa mới gặp Lê Mỹ Kim cách đây 4 tuần đúng không mọi người? Đúng không, 4 tuần đúng không? Thì không biết là tình yêu to lớn nào của mọi người mà đã đem Lê Mỹ Kim quay lại thôi. Lê Mỹ Kim ơi, thì không biết là ở nơi của mọi người có ăn tới trong Việt Nam không ta? Chúng ta sẽ đem vật phẩm gì đến với Vui Vui Bất Sơ Ri ta?
Nhưng mà các bạn ơi,
kỳ lạ quá, giống như những cái dáng cung phu, những cái dáng ke đầu, những cái dáng trồng chuối. Nói chung là mình đừng có bắt, khách mời mà gọi là hạt con. Và ngoài ra thì khi mà mày chụp á thì sẽ có những cái bốc thăm, những bốc thăm ví dụ. Có một chương trình lì xì động thì sẽ có những cái có lì xì thì chương trình lì xì là sẽ có lại lì xì rất kỳ may mắn đúng không? Và sẽ có những lì xì là không may mắn là bạn sẽ có được những tấm hình không đẹp, những tấm hình độc nhất vô nhị. Và do là các bạn cũng biết cái mấy lần trước thì chúng ta hầu hết là khách mời sẽ ký rất trễ nên buổi sáng hôm nay mình chỉ giao luôn ngắn thôi. Nên bây giờ xin mời trong các bạn cùng tiến phía trước để cho các bạn đẹp chụp được những thật đẹp đó. Chiều về